Từ đầu năm đến nay, các ngân hàng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã giải ngân hơn 200.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn với lãi suất ưu đãi cho các doanh nghiệp. Mục tiêu tăng trưởng tín dụng 15% cả năm đang dần chứng minh được tính khả thi khi nhiều lĩnh vực đã khơi thông được dòng vốn vay. Điều này cũng phản ánh sự phục hồi của các động lực tăng trưởng kinh tế với những nhóm ngành thương mại, dịch vụ, du lịch đã có những chuyển biến tích cực, thậm chí có ngành đã bứt phá, chuyển tăng trưởng tín dụng từ âm sang dương. Phản ánh rõ nhất tăng trưởng từ đầu năm 2024 chính là xu hướng tăng trưởng tín dụng trong lĩnh vực bất động sản. Theo đó, tín dụng bất động sản tháng 1, tháng 2 đều giảm lần lượt 0,49% và 0,01%, đến tháng 3 bắt đầu tăng 0,96% và tháng 4 tăng mạnh hơn ở mức 1,15%. Tháng 5 lại tăng trưởng cao hơn tháng 4 nữa, nên mình thấy có những cái tín hiệu rất là khả quan. Cái thúc đẩy từ phía là người bán là rất là quyết liệt, nhưng mà mình phải coi từ phía người mua, người tiêu dùng nữa. Có những cái biện pháp để mà thúc đẩy cái phía đầu của người mua, đầu tư để mua nhà, để ở, để thuê, thì nó sẽ giúp tháo cái nguồn nước, nó sẽ chảy, nó thuận lợi hơn. Thưa quý vị, từ đầu năm đến nay, nếu xét về tỷ trọng thì tín dụng cho vay mua nhà ở chiếm cao nhất. Nhưng nếu xét về tốc độ tăng trưởng thì tín dụng cho vay lĩnh vực khu chế xuất, khu công nghiệp cao hơn các lĩnh vực khác. Cụ thể, thông thường tín dụng cho lĩnh vực này chỉ chiếm khoảng 4,5%, nhưng trong 4 tháng đầu năm đã lên đến 9,5%, tức tăng hơn gấp đôi so với tốc độ chung của ngành. Xây dựng được lên nhà máy thì trong cái giai đoạn đầu mua máy móc thiết bị thì đã được tiếp cận với các cái tổ chức tài chính, cũng là được thành phố hỗ trợ cho cái chương trình kích cầu đầu tư. Tuy nhiên là chúng tôi là thuộc vào diện cái gọi là các cái doanh nghiệp chuyển tiếp thì cũng rất là mong muốn thành phố Hồ Chí Minh nhanh chóng cho chúng tôi được giải ngân. Hiện các ngân hàng phấn đấu tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống đến hết quý 2 năm 2024 ở mức 5-6% theo chủ trương của chính phủ. Điều này có nghĩa là ít nhất trong một tháng phải tăng trưởng tín dụng gấp 3 lần. Đây là thách thức không nhỏ trong bối cảnh tình hình kinh tế nhiều biến động như hiện nay. Kiểm soát tỷ giá, kiểm soát lãi suất, và hai nữa là làm sao hỗ trợ được cá nhân doanh nghiệp vay thì chắc cũng sẽ quay lại vấn đề là liên quan đến cái lãi suất thấp, để làm sao là ủng hộ những cái doanh nghiệp và cũng như là người dân là vay tiền. Thì tôi nghĩ rằng là khó khăn đó, nhưng mà có nghĩa là tôi nghĩ rằng là trong ngắn hạn, khi mà yếu tố bên ngoài nó ít tác động vào và cũng như yếu tố bên trong nó thuận lợi hơn, thì tôi nghĩ rằng ngân hàng nước họ cũng sẽ có những chính sách phù hợp với những cái định hướng của chính phủ. Đầu tư về xanh, về năng lượng sạch, là năng lượng tái tạo hay là một số lĩnh vực quan trọng mà nhà nước cần thúc đẩy, thì nhà nước sẽ có chính sách riêng biệt cùng với ngân hàng nhà nước và các cái ngân hàng thương mại cổ phần nó có một chính sách lãi suất đặc biệt, ví dụ giảm 2%, 3% để mà kích cái nền kinh tế. Từng doanh nghiệp một đấy là lại phải cân đối đến cái bài toán đầu tư kinh doanh của mình, tính toán phương án làm sao để cái đồng tiền đi vay nó an toàn, nó hiệu quả và nó đảm bảo được cái tính thanh khoản. Để đạt mục tiêu đề ra, Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện một số giải pháp về tín dụng và lãi suất. Theo đó, các tổ chức tín dụng tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp tiết giảm chi phí, đơn giản hóa thủ tục cho vay, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số vào quy trình cho vay để nỗ lực phấn đấu giảm lãi suất cho vay từ 1-2% một năm.